Tiểu sử diễn viên Thanh Thủy. Nghệ sĩ Thanh Thủy được biết đến là một diễn viên hài, diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh. Ngoài ra chị còn là một MC dẫn chương trình và là một đạo diễn sân khấu nổi tiếng của miền Nam Việt Nam. Với lối diễn xuất đa dạng, chị dành phần nhiều sự nghiệp khi tham gia diễn xuất kịch nói tại các sân khấu lớn, cũng như tham gia các phim truyền hình và các vở kịch truyền hình ngắn. Thanh Thủy tên thật là Huỳnh Thị Thanh Thủy, sinh ngày 24 tháng 9 năm 1963, sinh ra trong một gia đình công chức tại tỉnh Đồng Nai. Từ nhỏ ước mơ của chị cũng như nguyện vọng của gia đình là mong muốn chị theo nghề giáo viên. Nhưng sau này khi lớn lên, chị lại quyết định đi theo con đường nghệ thuật, theo sự ảnh hưởng của ông nội chị, một họa sĩ đã từng là giảng viên trường mỹ thuật Biên Hòa. Ông là người đã hướng chị đến với nghệ thuật. Nên sau này khi hoàn thành cấp 3, chị lên Sài Gòn dự thi và trúng tuyển vào trường nghệ thuật sân khấu 2, khóa đào tạo đạo diễn. Nữ nghệ sĩ tiết lộ, thời điểm đó cô thi vào khoa đạo diễn vì bản thân tự ti về chiều cao. Dù tốt nghiệp khoa đạo diễn, nhưng Thanh Thủy lại thành danh trên con đường làm diễn viên. Trước khi trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, chị có thời gian làm giáo viên phụ giảng, khóa đào tạo diễn viên điện ảnh đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh cho người thầy Nguyễn Văn Phúc và cô giáo Kim Chi. Làm được 4 năm, chị chuyển ra ngoài buôn bán quần áo cùng với hai người bạn của mình. Cửa hàng quần áo sau đó cũng đóng cửa, chị về quê gần 3 năm, cho đến khi nhận lời mời của nghệ sĩ Minh Phượng về diễn trong chương trình ca nhạc hài kịch Việt Nam Thương Nhớ. Chương trình thành công nhưng Thanh Thủy vẫn không quay lại với nghề. Bước ngoặt phải kể đến sự thúc đẩy của biên tập viên Thu Hồng thuộc Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh khi mời Thanh Thủy vào vai Lena trong vở Trở về mái nhà xưa diễn ra tại sân khấu kịch 5B. Chính khoảnh khắc được diễn trên sân khấu, được thoại những lời như chính tâm can mình thổ lộ, chị mới nhận ra niềm khao khát với nghề. Trên hành trình tìm thấy chân ái của cuộc đời, chắc chắn nữ nghệ sĩ đã có những giọt nước mắt, những nụ cười tỏa nắng, những băn khoăn trăn trở và còn điều gì ẩn sau gương mặt. Tuy có phần nghiêm khắc nhưng khi cười lại mang đến sự gần gũi, dễ chịu không ngờ. Một số vở kịch sân khấu chị đã tham gia như Một cuộc đời bị đánh cắp, Nghịch bước trên con đường, Lửa thử vàng, Gót sen ba tấc, Nơi ấy dòng sông vẫn chảy, Giải độc đắc, Tin ở hoa hồng, Ngôi nhà không có đàn ông, Ngày ấy 20 năm, Xóm nhỏ Sài Gòn, Tiếng vạc sành, Huyền thoại nữ thần Ly Kim Chi, Bí mật vườn Lệ Chi và nhiều vở kịch khác. Có thể nói, gia tài các vai diễn của chị là đồ sộ. Bên cạnh đó, chị còn tham gia loạt phim truyền hình nổi bật như Bỗng dưng muốn khóc, Mùi ngò gai, Cá rô em yêu anh, Cô thắm về làng, Vực thẳm tình yêu, Oan gia đại chiến, Lênh đênh phận bạc, Khát vọng thượng lưu, Bánh mì ông màu, Mẹ ác ma cha thiên sứ, Scandal sau ánh hào quang và gần đây nhất là phim Gia đình lý sự. Ngoài ra, chị còn làm tốt ở vai trò là đạo diễn kịch sân khấu, kịch thiếu nhi, tham gia làm giám khảo một số chương trình truyền hình như Cười duyên Việt Tiếu Lâm Hội, Tiếu Lâm Tứ Trụ, Hoán đổi cặp đôi, Sao nối ngôi, Làng hài mở hội, vân vân. Sau này chị đã lập ra nhóm tấu hài, tham gia nhiều vở kịch, các bộ phim truyền hình, các vở kịch ngắn, cũng như làm MC cho loạt kịch thiếu nhi. Chị cũng đã từng lập nhóm tấu hài với Quốc Thảo và Minh Phượng, từng là bạn diễn ăn ý của Thành Lộc trong các vở hài kịch ở sân khấu IDCAF, cũng như cùng Hoài Linh tham gia nhiều vở hài kịch thành công trên sân khấu Nụ Cười Mới. Gần đây, Thanh Thủy thường tham gia đóng các vai khó, thiên về tâm lý, nhờ vào kỹ năng cũng như chuyên nghiệp và sự trải nghiệm trong cuộc sống đời thường đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả. Trong suốt chặng đường được làm việc với nghệ thuật, sự nghiệp của chị có không ít những lần khó khăn. Nói về những khó khăn, chị chia sẻ rằng đó là năm 1995, tôi sinh bé đầu tiên. Tôi không dám nhìn kịch bản luôn, nhưng trong lòng cứ cồn cào, bị căng thẳng. Ông xã tôi cương quyết nói không. Trong cuộc đời tôi có hai người đàn ông, một là ba tôi cũng bước ngang qua. Hai là ông xã tôi, ông xã nói rằng nếu tôi muốn làm nghề, chỉ có hai điều thôi. Một là có nghề và không có chồng con, hai là không có nghề nhưng có chồng con. Lúc đó tôi hiền lắm, nhưng không hiểu sao tôi vẫn trả lời, có nghề có con, nhưng không có chồng, và có nghề, có cả chồng con. Ông xã nghe xong xách đồ ra khỏi nhà, nhưng tuần sau ông ấy lại quay về. Đến bây giờ tôi vẫn dạ thưa với chồng,
rất nể và rất sợ. Nhưng đó là quyết định đúng của tôi. Tôi nuôi con bằng sân khấu, khán giả, và con tôi cũng biết ơn điều đó, Thanh Thủy bộc bạch. Đến thời điểm hiện tại, chị vẫn miệt mài với nghề và tiếp tục gắn bó với diễn xuất. Và tài năng của chị cũng được công nhận khi gặt hái nhiều thành quả qua các giải thưởng danh giá như Huy chương vàng, Liên hoan sân khấu mùa thu năm 1998, Qua vở, Xóm nhỏ Sài Gòn. Giải Mai vàng, Qua vở huyền thoại nữ thần Lee Kim Chi, giải HTV Awards Qua vở, Bí mật vườn Lệ Chi. Huy chương vàng Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2010 và năm 2018. Về đời tư của nữ diễn viên. Thanh Thủy là cây diễn viên, cây hài gạo cội của sân khấu phía Nam. Ngoài sự nghiệp ổn định, với nhiều vai diễn để đời và được đông đảo công chúng yêu thích, cô là một nghệ sĩ có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Được biết, vào năm 1991, nữ diễn viên được một người bạn giới thiệu cho ông xã hiện tại khi đi nghe đêm hòa nhạc do nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn biểu diễn tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Họ quen nhau, rồi tiến đến hôn nhân vào năm 1993. Gia đình Thanh Thủy có hai con riêng của chồng và hai cô con gái chung xinh xắn và rất đáng yêu. Nói về việc giữ lửa cho hôn nhân, chị chia sẻ rằng hôn nhân là để gìn giữ, chứ không phải là nơi để mang những bực dọc công việc dồn vào đó. Làm mẹ làm vợ đối với một người phụ nữ làm nghệ thuật đã là điều không phải ai cũng làm được, nhưng chị lại luôn cố gắng vì tình yêu và trách nhiệm với gia đình. Chưa kể Thanh Thủy luôn đối đãi với hai con riêng của chồng đầy tình yêu thương và sự chân thành. Về hai cô con gái của mình, dù có mẹ là diễn viên nhưng chị lại không muốn các con theo nghiệp mẹ. Bởi nghề diễn gian nan, không chỉ cố gắng hay thành công mà có được, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan khác. Riêng với con cái, chị chọn cách coi con như bạn. Vì thế, hai con gái không giấu mẹ bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện tình yêu. Chị trở thành nhà tư vấn tâm lý tình yêu cho con gái, cũng như trong cuộc sống. Dù con gái lớn, xinh xắn và đến tuổi trưởng thành, nhưng Thanh Thủy vẫn không cho phép các con đi du lịch hay đi chơi xa quá 2 ngày. Diễn viên Kim Xuân. Kim Xuân là một nữ diễn viên điện ảnh, kịch nói, người Việt Nam. Là một nữ diễn viên gạo cội, Kim Xuân đã cống hiến cả tuổi trẻ cho nền phim ảnh nước nhà, với một kho tàng lớn những vở kịch, những bộ phim ấn tượng. Dù là kịch hay điện ảnh, tình yêu đối với nghề đã giúp nghệ sĩ Kim Xuân hóa thân trọn vẹn trong từng vai diễn, tạo nên nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Bà đã được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 2019, trước đó là danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2010. Bà tên đầy đủ là Châu Thị Kim Xuân, sinh ngày 26 tháng 8 năm 1956, tại Sài Gòn. Bà sinh ra trong gia đình bình thường, nên cuộc sống lúc nhỏ cũng khó khăn như bao người khác. Từ nhỏ, bà đã mơ ước được trở thành một diễn viên nổi tiếng. Thời còn con gái, bà sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thanh xuân ngọt ngào, thu hút. Nên khi mới 20 tuổi, bà đã được tuyển chọn vào lớp diễn viên kịch. Được đào tạo với những bậc thầy nghệ sĩ gạo cội thời đó, bà đã thấm nhuần và gắn liền với sự nghiệp đào kép hát kịch từ đó đến nay. Sau hơn 50 năm làm việc nghệ thuật, hiện tại, bà Xuân đã có cho mình một sự nghiệp khổng lồ mà khó có ai làm được. Năm 1970, Kim Xuân được khán giả biết đến qua vai diễn đầu tay trong bộ phim điện ảnh Loan Mắt Nhung của đạo diễn Lê Dân. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Thụy Long, cùng sự tham gia của nghệ sĩ cải lương Thanh Nga. Năm 1978, bà được ra mắt lần đầu tiên trên sân khấu kịch khi diễn cho những thanh niên xung phong lên đường ra trận. Đây được xem là kỷ niệm khó quên nhất của nghệ sĩ Kim Xuân cho đến hiện tại. Hoạt động tại đoàn kịch được một thời gian, thì bà được lên hàng đào chánh. Thời gian này, bà ít hoạt động nghệ thuật hơn để chăm sóc cho gia đình. Bà chỉ nhận làm thêm hài kịch cùng nghệ sĩ Bảo Quốc và Duy Phương để kiếm thêm thu nhập. Có giai đoạn khó khăn, bà từng phải đi trải sạp bán áo quần ngoài chợ, chia sẻ cùng chồng để trang trải cuộc sống. Năm 1986, Kim Xuân quay trở lại màn ảnh, tham gia vào bộ phim điện ảnh Y Hát Đua của đạo diễn Bạch Diệp. Tiếp sau đó là những bộ phim như Người đi tìm vàng,
năm 1989, Ngọc Trong Đá, năm 1990, Ngôi Sao Cô Đơn, năm 1991, Người Nghèo Cũng Cười, năm 1992. Đây đều là những tác phẩm đáng nhớ trong suốt sự nghiệp của bà. Năm 1993, bà tiếp tục tham gia nhiều bộ phim như Giọt Lệ Chưa Khô, Vĩnh Biệt Mùa Hè, Vị Đắng Tình Yêu và Nước Mắt Học Trò. Nhờ những vai diễn này mà Kim Xuân nhận được giải thưởng diễn viên phụ xuất sắc do tạp chí Điện ảnh bình chọn vào cùng năm. Năm 1994, Kim Xuân bắt đầu chuyển hướng sang dòng phim truyền hình. Bộ phim đầu tiên mà bà tham gia có tên Cánh Chim Mặt Trời. Cũng trong năm này, bà tham gia thêm hai bộ phim khác như Xương Rồng Đen và Cổ Tích Việt Nam, Người Hóa Dế. Sau đó bà cũng rất tích cực hoạt động nghệ thuật khi tham gia các bộ phim như Đồng Tiền Nhân Nghĩa, Giữa Dòng, năm 1995, Lời Thề, năm 1996 và Người Đẹp Tây Đô, năm 1996. Với tài năng diễn xuất của mình, bà được nhiều đạo diễn chọn mặt gửi vàng trong các bộ phim truyền hình dài tập. Cũng từ đó, Kim Xuân có được những vai diễn để đời, cống hiến cho khán giả. Trong đó phải nói đến vai bà giáo Thục trong phim Người Giúp Việc đã tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Bộ phim kể về cuộc đời của một cô giáo ở quê lên thành thị kiếm sống. Lúc đầu cô đi làm gia sư, nhưng sau đó phải đi giúp việc nhà, trải qua rất nhiều khó khăn và những tình huống trớ trêu. Với lối diễn bình dị, gần gũi của một diễn viên kỳ cựu, nghệ sĩ Kim Xuân đã khiến đạo diễn Quốc Thành tin tưởng, trao cho bà vai nữ chính, một nhân vật chịu thương chịu khó, nhưng lại vướng vào nghịch cảnh éo le. Trái ngược với hình ảnh bà giáo Thục, nghệ sĩ Kim Xuân cũng rất thành công với vai diễn bà mẹ hài hước, lắm chiêu nhiều trò, trong phim Quý Bà Lắm Chiêu của đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà. Bộ phim xoay quanh vấn đề gia đình của bà mẹ đơn thân là Thiên Nga, với hai người con trai và một cô con gái. Khi các con đã trưởng thành và yên bề gia thất, bà quyết định sống cuộc sống riêng của mình. Bà tham gia các lớp khiêu vũ, nhảy nhót, diện những trang phục lòe loẹt, không phù hợp lứa tuổi của mình, tạo ra những câu chuyện hài hước khiến các con đều ngỡ ngàng trước sự thay đổi của bà. Người mẹ hồi xuân cùng các con cháu trong Quý Bà Lắm Chiêu đem đến cho khán giả những phút giây thư giãn nhẹ nhàng, cùng tình huống dở khóc dở cười. Khi ở tuổi lục tuần, nhưng nghệ sĩ Kim Xuân vẫn dành nhiều tâm huyết cho các vai diễn của mình. Gần đây nhất, bộ phim Ải Trần Gian của đạo diễn Bùi Ngọc Nam Phương được rất nhiều khán giả yêu thích và theo dõi. Bộ phim xoay quanh về cuộc tranh đoạt gia sản của ba bà vợ cùng những đứa con trai, làm cho vòng xoáy tội ác ngày càng sâu hơn, bất chấp tình người, để rồi cuối cùng mỗi người đều phải trả giá cho tội lỗi mình gây ra. Trong bộ phim này, nghệ sĩ Kim Xuân vào vai bà cả, quyền lực và đầy mưu mô toan tính. Cuối cùng, khi chứng kiến cảnh con trai mình bị ức hiếp mà không thể làm gì, khi đã bị liệt và sa cơ thất thế, bà bất lực, đau khổ, nhận ra tội lỗi của mình. Với vai diễn này, Kim Xuân phát huy được chất diễn phản diện và sự dày vò nội tâm của nhân vật. Sau khi trải lòng với những khúc chiết trong từng tập của phim Ải Trần Gian, khán giả được tái ngộ với Kim Xuân trong phim Giọt Lệ Bên Sông của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường. Ở bộ phim này, Kim Xuân trong vai người mẹ độc đoán, không tán thành cuộc hôn nhân của con mình, nhưng cuối cùng, sau khi trải qua nhiều sóng gió, bà đã nhận ra lỗi của mình. Qua nét diễn giàu kinh nghiệm, Kim Xuân đã lột tả được sự dằn vặt nội tâm của nhân vật, đem đến cho bộ phim những tình tiết bất ngờ và hấp dẫn. Ở lĩnh vực kịch nói, tài năng của nghệ sĩ Kim Xuân cũng không hề thua kém. Kim Xuân để lại ấn tượng sâu sắc trong nhiều vở diễn như Cơn Mê Cuối Cùng, Mối Tình Trong Trắng, Người Mua Hạnh Phúc, bộ ba tác phẩm Thử Yêu Lần Nữa, Màu Của Tình Yêu, Cảm Ơn Mình Đã Yêu Em, Dòng Sông Thao Thức, Nhân Danh Công Lý, Đời Bỗng Dưng Yêu và nhiều vở khác. Điều đặc biệt, Kim Xuân có duyên với nhiều vai làm mẹ trên sân khấu, phim truyền hình và phim điện ảnh. Qua các vai diễn của mình, Kim Xuân có lẽ là bà má nhiều con nhất trong giới nghệ sĩ. Nói về vai người mẹ, một trong những dấu ấn sâu đậm nhất của Kim Xuân là vở kịch Mênh Mông Tình Mẹ, vai diễn mang về cho bà giải Mai Vàng năm 1997. Đến nay,
Trải qua 50 năm gắn bó với sự nghiệp, nghệ sĩ Kim Xuân xuất hiện nhiều trên sân khấu kịch, phim điện ảnh và phim truyền hình, là một nữ diễn viên kỳ cựu, có thể thành công ở ba lĩnh vực trên. Bà tham gia đủ thể loại với sự đa dạng trong tính cách, từ vai chính, vai phụ, thậm chí ở nhiều độ tuổi khác nhau. Nghệ sĩ Kim Xuân đã gặt hái được không ít những thành tựu đáng trân trọng. Một số giải thưởng trong sự nghiệp diễn xuất của nghệ sĩ Kim Xuân như Huy chương vàng tại Hội diễn sân khấu kịch nói toàn quốc năm 1991, diễn viên phụ xuất sắc nhất do Hội điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh bình chọn năm 2012. Tạp chí điện ảnh bình chọn diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2013. Hãng phim truyền hình TFS bình chọn diễn viên xuất sắc nhất năm 2001. Giải Mai vàng do báo Người Lao Động trao tặng năm 1997. Huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu mùa thu năm 1998. Nghệ sĩ kịch được yêu thích nhất tại HTV Awards 2010. Nghệ sĩ thân thiện tại HTV Awards 2014. Về đời tư của nữ nghệ sĩ. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật đồ sộ, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân còn được ngưỡng mộ bởi có cuộc sống gia đình bình dị, hạnh phúc bên ông xã. Trong chương trình The Khang Show mới đây, nữ nghệ sĩ chia sẻ bà quen ông xã vào năm 1976. Thời điểm đó, cả hai được cử đi học và trúng tiếng xét ái tình. Trong một vở diễn, vì mê ánh mắt của ông xã, bà đã phải lòng ông. Sau thời gian tìm hiểu, họ quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 1980. Đến năm 1984, bà sinh con đầu lòng là ca sĩ Huy Luân. Nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân cho rằng bà là một phụ nữ may mắn khi tìm được người chồng đồng điệu, hiểu và cảm thông với nghề nghiệp của bà. Trong mắt bà, ông xã là người đàn ông tuy cộc tính nhưng rất thương gia đình. Suốt nhiều năm, ông luôn kiên trì đưa đón bà mỗi lần đi diễn vì không muốn bà phải đi một mình. Thời còn đi xe máy, ngồi sau xe ông, bà luôn cảm nhận được hơi ấm, sự an toàn. Đến khi có xe hơi, bà cũng chỉ có thể yên tâm chợp mắt nếu người cầm lái là ông. Hiện tại, ở tuổi U70, thay vì sống ở nơi phố thị xa hoa lộng lẫy, bà quyết định xây dựng một ngôi nhà vườn bình dị ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, sống bình yên, viên mãn cùng gia đình. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!